anh nuôi người một tính nhưng đi hát hoa là cùng hồn một người đâu là tất cả quên mất năm anh em mỗi đứa hồn về đã lên xe ấy là cùng một hương đâu ấy lên ta bỏ giả tung phong thương quân thù lòng tình yêu có biết không à một con đường đất đỏ như son một màu rừng xanh và ngàn hy vọng một ý chí bay đưa đầu còn sống một niềm tin quyết thắng trong trận này năm anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng hồn rồi như năm ngón tay trên một bàn tay đã chung chẳng là năm người như một à vào lính xe tăng anh trước anh sau cây nến ở ăn môi người một tính nhưng khi hắn là hoa cùng hồn diệt một người đau là tất cả quên ngăn năm anh em mỗi đứa một về đã lên xe ấy là cùng một hương đầu máy lên ta bỏ ra xung phong tướng quân thủ thì biết có tiếng sầu à năm anh em ta năm cái tên ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa trên tháp pháo một cái sao màu lửa một con đường đất đỏ như son một màu rừng xanh tận ngàn hy vọng một ý chí bay ra đầu còn sống một niềm tin tất thắng trong trận này à. Vâng, xin cảm ơn quý khán của em và cảm ơn đảng võ tài của quý quan khách ạ. Sau đây mời ca sĩ Thu Hằng.